vườn cây rộng rất là đã tầm mắt quý vị các bạn nhé. Không gian rất là sạch sẽ, trong lành. Đây là vườn cây mới của anh Ninh. Mấy anh em thì mới mở thêm cái vườn này, quý vị các bạn xem cây và tham khảo giá nhé. Đây là cây xanh biển hạt ạ. Cây này là cây trực núi đấy. Cây nó khô mà. Vâng. Dài. Lên mà bằng đồng. Cây này cũng giật được. Nhiều cuốt rồi, một số chỗ vẽ bông rồi. À, cái này chưa đặt tắm xoáy. Cũng gần xong rồi nhé. Cây này là nếu mà tưới nước vào nó vàng đồng nó nổi hết lên đây. Cây này mấy chục năm tuổi. Cây này thì chơi được cả hai chiều. Tuy nhiên giờ chọn chiều kia là chiều chính thì nó sẽ có cái nét khác đẹp hơn. Cây điền hạt này em giao lưu giá tại vườn là 15 triệu ạ. 15 triệu cây này nhé. À, cây gần hoàn thiện mà đẹp như này. Các bạn thấy giá nó rất là hấp dẫn, cái xanh mà nó gần xong, cốt cách đẹp, già như này. À. Quan trọng là làm rất là đẹp, dập rất là kỹ. Okay. Xanh như nhiều đầu. Cây này cũng là cái cây điền hạt ấy. Nó cũng già, rất là già. Em thích những cái sưu tầm những cây già, già nhiều như này. Giao lưu các bác. Cái này vành được bao nhiêu? Vành cái này chắc khoảng tầm năm mấy. Đang trồng trong cái chậu chậu tròn 60. Già lắm. Các bác xem cái chân đế của nó nhé. Đấy, nó già như này. Già. Rất già. Cái này bao tiền? Ừ. Cái này thì em không bảo giá sau ạ. Vậy các bạn nghe các bác. Đây cái này cũng là một đề. Đề. Cây thành phẩm rồi, bác nào mà yêu đề thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Những cây này là trồng những bác nào mà em thấy nhiều khách ngồi thiền ngồi thế cũng mua những cây này này, nó thanh tịnh. Em thì em thích nét bonsai thôi, mua về làm bonsai. Đấy, cái này cái thành phẩm rồi. Để các bác ngắm qua cả trong đây em bỏ giá những cái ở đây. Xanh này, xanh quê. Đấy, cái này có cái nét làm rất là riêng. Cái này 5,5 triệu. 5,5 triệu cái xanh này nhé. Chân đế đẹp này. Đấy, cành nó hơi rơi xuống. Đấy, tổng thể khá là đẹp. Ok. Cái đề. Cái đề này 6,5 triệu. 6,5 triệu cái đề này nhé. Chùm. Hoa đúng, sữa. Cái hoa sữa này về 16 triệu. 16 triệu cái hoa sữa này nhé. Cái hoa sữa nó già như này. Dễ lắm. Nó nu như này. Có cái nét dị. Rụt rịt. Em thích mấy cái cây như cổ nhỏ nhỏ này này, trông rất là dễ làm và cả nhỏ gọn, dễ bê đi bê lại, mang đi chơi. Xanh quê. Đấy, em vừa một cái rễ ở đây xuống này, cắt bỏ để cho nó chuyển mạch, cho nó chuẩn đúng cốt. Cắt mạch này. Đấy, bên đầu nhỏ nhỏ này, bác nào quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp với em nhé. Hồng xiêm, đang có quả này. Đang có quả. Cái hồng xiêm này là 4,5 triệu ạ. 4,5 triệu cái hồng xiêm này nhé. Cái vối ấy. Đấy, em vừa điều chỉnh này không? Chắc là khoảng độ tầm tuần nữa nó lại tùm lại. Cây này già lắm. Gai cây cắt giật rất là nhiều. Nhà còn mỗi cây này để chơi. Bác nào cũng thích vối thì liên hệ với em ạ. Còn những cây đẹp nhất vườn này. Hoa gạo này. Đấy, cái gạo này thì giao lưu với các bác giá là
15 triệu nhé. 15 triệu nhé. Có nghĩa là em làm bonsai, còn bác nào về thích chơi hoa thì thả sổng. Bởi vì cái này nó thả sổng còn ra tầm tháng là nó cao lưu nghêu. Xanh này. Đây, cái này em đang điều chỉnh bông răm cho nó nhỏ gọn lại, các bác cứ ngắm tham khảo nhé. Cái xanh nét làm rất là độc đáo nhé. Đấy, xanh mà làm theo kiểu bonsai của Nhật. Vâng. Cốt này của nó trên 25 năm tuổi chậu nhé các bác. Cây nó dài. Đấy, các bác để ý xem, em không nói quá đâu. Cây rất là côn về phía ngọn. Em đang điều chỉnh lại bông răm cho nó gọn gàng hơn. Sam hương. Sam hương cái này em giao lưu giá 8 triệu. 8 triệu cây sam hương này nhá. Cây thành phẩm rồi. Các bác ngắm cho vui mắt. Em vẫn xanh. Là gọi chụp hành đi. Vâng. Những cái nét vẽ cũng rất là đặc biệt. Mấy cây này em sưu tầm, may mắn sưu tầm được. Nó là cây thành phẩm rồi nhưng mà mình vẫn muốn. Đây là những cái nhát cắt giật này, em cắt giật đấy. Ngày xưa nó dài ngoằng ngoằng đây này. Tất nhiên là nó đây là những cái điểm này nó dài ngoằng. Mình thu lại chỉ mất khoảng độ vài tháng thôi nhưng nó được cái cây gọn gàng. Nó đẹp. Ngót của nó hay. Em xoay một chút. Cây rất già rồi. Có những cái nét làm rất là đặc biệt. Theo kiểu quốc tế. Xanh này. Xanh Nam Điền. Cây này nó từ cây 8 tầng phá ra. Từ một cây 8 tầng mà phá làm được thành một cây thành phẩm này. Phá rất khéo nhé. Chân đế rất là khỏe, ký đá nhẹ nhàng, thấy cũng rất là hợp lý, đẹp. Đang giai đoạn hóa nó gồng cây lên, rất là đẹp. Cây cũng rất là nghệ thuật đấy. Phần này nó đang hóa, nó đang nó lở ra là biến. Nhẹ, đầu chun chảy rồi, nhẹ. Vâng. Khô cây. Tầng này càng chơi càng đẹp. Cây lên một vòng đồng. Cách vẽ chỉ cảnh rất là đẹp, mềm mại. Cái này bao tiền à? Mình. Cây này thì em xin báo giá sau vậy. Mấy cây này quay xanh này. Đây mấy cây này bác ngắm nó vui mắt thôi. Cái xanh tiếp theo này. Mấy cây này thì giá trị nó cũng hơi cao chút. Bác nào thích cái nét tàn thiên nhiên thì gọi điện cho em vậy. Quay khoe các bác thì nó vui. Chân đấy đẹp nhé. Cây này là cây thuần chậu nhiều năm. Cách vẽ chi cành, bông tán rất là đặc biệt. 35 năm cốt chậu. Bác nào mà thích những cái phong cách như thế này, form dáng như theo form dáng chuẩn của quốc tế và cách vẽ chi cành như các bạn thấy. Nếu quý vị các bạn xem những cây của Nhật thì cảm nhận là nó có nét rất là giống cách vẽ chi cành của người Nhật. Gà, ngọn, chi răm rồi nhé. Xanh. Xanh quê. Cây cực kỳ già. Thân chuyển. Cái này giao lưu cho các bác giá tại vườn là 10 triệu rưỡi nhé. 10 triệu rưỡi cái này nhé. Si. Cái này 20 triệu. 20 triệu cái này. Vâng. Màu đúc. Cây xí rất là già, nhiều đầu. À, nó đẹp mắt đấy. Quý các bạn nào mà thường xuyên tham khảo giá cây ở trên thị trường thì thấy cái giá đó cũng là cái giá rất là gần với giá bán. Chậu cũ. Hoa. Mai chú Thủy nhé, đứng cầm mà đang ra hoa. Nu toàn thân, tổng tán đẹp. Cái này 25 triệu. 25 triệu cái này có nhé. Mịn hai bên, mịn hai mặt. Đấy. Toàn thân như này. Hoa kín tán. Cây đẹp như này. Chậu đẹp.
thỉnh thoảng thì tôi cũng có chia sẻ một số cây của các anh em miền Nam mang ra ngoài Bắc bán. Nó một cái công bằng mà nói thì cái giá này thì cũng rất là hợp lý, thậm chí so với cả nhà vườn miền Nam họ tự làm được cây có khi không có cái giá đó. Cây nu toàn thân nó đẹp như này, nhìn nu sướng chứ. So sánh với bàn tay nhé, cây đẹp, tán tầng phá nhé. Chỗ này có cây xanh dáng làng, cây rất dài toàn thân là khô, cái chút chính rất là lực, cái chi cành chia đều cho các phía tạo thành cây dáng làng. Cây này cơ bản cốt cách cũng xong rồi. Cây này trước đây là cây hoàn thiện, Ninh mới thu lại ép bông nó đẹp thêm thôi. Cách đây khoảng tầm 1,5 năm thì nó là một cây hoàn thiện rồi, và em đã điều chỉnh thêm những cái điểm cắt giật quý cây hơn. Đây, anh quay cả mặt sau thôi. Cây hoàn thiện rồi nhá, những cái tay chốt rất là lực, cả cái cành phong phía sau rất là lực. Nửa tháng nữa lọc mầm đấy. Cái này bao tiền? Cái này thì em xin báo giá qua số điện thoại ạ. Ok. Chào mừng. Bên ngoài đang ra hoa. Chào mừng thì em giao lưu giá 9,5 triệu ạ. 9,5 triệu cây chào mừng này nhá. Cây là khô, méo cây nó dị như này. Hiện nay thì nó đang ra những chùm nụ. Đấy. Nó có treo quả rất là tuyệt vời. Đây là cây xanh quê búp đỏ này. Xanh quê đang trồng trong cái chậu tròn 60. Cây này giá lắm. Búp này búp đỏ chót đấy. Mà búp có lúc nó đỏ hơn nhỉ. Đấy. Đỏ chót luôn. Cây này rất độc lạ. Cây này em làm cắt giật đấy, nên cứ nuôi đủ độ để cắt này. Cây kỹ các thứ nhé, xem nhé. Cây này giao lưu các bác giá 20 triệu ạ. 20 triệu cây xanh này nhé. 20 triệu, nói chung là cây này cũng gần gần thành phẩm này. Nhưng từ đây chuyển những cái khúc ban đầu này, ba nhịp chuyển này. 1, 2, 3 này, 1, 2, 3, 3 nhịp chuyển. Đấy. Đến cái nhịp thứ tư là làm bông rồi. Đấy, cái này cũng cắt chuyển giật này, 20 triệu. Nhìn khu vườn rộng rất là đã mắt, không khí đây rất là trong lành. Quý các bạn có dịp thì ghé thăm, ngắm cây. Bây giờ cũng xin tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn.